sao tiểu thư ở đây? Thiện Quynh, Quynh khỏe không? Em đã nói rồi, em mà muốn thì không ai cản em được hết trơn á. Anh hai, giờ hết đuổi được em rồi nha. Cho em đi theo đi, vui chứ bộ. Chàng ơi, chàng có mệt không? Ờ, đa tạ tiểu thư. Có gì cũng phải biết giữ mình chứ, mình là phận nữ nhi mà. Chàng ơi, chàng dạ, đa tạ tiểu thư. Chỉ cần nghĩ tới cảnh được về tới nhà, được gặp vợ con là ta hết mệt liền. Muội xem cứng đầu khó dạy quá vậy. À, tiểu thư, mời tiểu thư ngồi. Ờ, tiểu thư à, xin đa tạ. Chàng mệt không? À, mệt không vợ? Nè, dạ chào Quang. Đại Quang à, tại hạ nghĩ là chúng ta nên tranh thủ trước khi trời tối. Đại Quang, làng này cách làng của tại hạ không còn bao xa nữa. Ta biết, bởi vậy ta tính ghé qua làng bên, làm xong phận sự khu này rồi ghé qua nhà đệ cho được lâu hơn một chút. Dạ, đa tạ Đại Quang. Đa tạ tiểu thư. Dạ Đại Quang, chúng ta đi. Nè, chàng ơi chờ em. Dạ, được rồi tiểu thư à. Dạ được rồi, đa tạ. Thị nữ, hãy nghe hình phạt. Sáng mai bêu giữa chợ, phơi nắng 3 ngày, làm gương thị chúng. Tôi không phục. Luật nằm trong tay mấy ổng, cô có quyền không phục hay sao? Mai là chợ phiên, phải đi sớm. Tìm được tên đó, hắn nói là hắn bán hàng cho bà Quyện. Bây giờ làm sao mà bắt được cái thằng đó? Phải cậu nhà này về kịp chứ, vú với con rằng bạc con gái làm gì được. Nếu vậy là không ổn rồi. Sao vậy con? Cái chuyện mà con với vú lo đó, cậu nhà có người khác. Có thiệt? Có thiệt, con chính mắt thấy. Bọn đàn ông bội bạc thiệt. Bây giờ phải làm sao đây? Ngày mai con nữ bị giải ra chợ rồi đó. Nghĩ ra được gì không? Hôm nay bị bêu dưới chợ, để răng đe thị chúng. Sau đó sẽ dụng hình tra khảo, mọi người lấy đó làm gương. Nàng ơi, Tí ơi, cha về rồi nè. Nàng ơi, Tí ơi. Ủa, nàng ơi. Cậu Tí ơi. Vũ, mọi người đâu hết rồi? Sao nhà vắng tanh vậy? Cậu về đây làm chi? Vũ nói vậy là sao? Vợ con đâu? Tan nát hết rồi cậu ơi.